Galaxy Pin Marula bây giờ xả rẻ lắm anh em nhé. Đây là dòng mini anh em ạ, nên là rất thích hợp cho các bác làm vườn hay là cắt tỉa cành cây cảnh, rất là hợp lý luôn anh em nhé. Hoặc là các bác sử dụng gia đình ạ. Đấy, đây là cái phần lam xích dài 12 cm anh em nhé. Đấy, nên là có thể nó nhỏ gọn lắm, nhỏ gọn anh em, rất là dễ cầm mà làm gia đình hay là làm vườn các thứ cũng rất là hợp lý luôn anh em ạ. Đấy, nó có cả phần thanh chắn này, rất là an toàn này. Đấy, sử dụng động cơ không chổi than anh em nhé. Và đầy đủ của nó sẽ là có một thân này, một pin 10 cell 3A này, và một sạc, có thêm cho anh em một cái hộp đựng rất là dày dặn luôn anh em nhé. Đấy, em tắt luôn cho anh em xem này. Máy này có chốt khóa an toàn nên em bấm liền một nút cả hai nút mới được anh em nhé. Cắt rất là nhanh luôn anh em nhé. Đấy, cắt thêm một mạch nữa này. Bộ sản phẩm này sẽ được bảo hành là 6 tháng. Bác nào cần đặt hàng trong giỏ hàng anh em nhé. Cảm ơn anh em ạ.